vịt ngon thế này mà hôm nay chỉ canh rồi phi. Cuối tuần thường anh em làm món vịt mà không có thích canh gì nữa, có lỗi lắm mời anh em nhé. Kè quá, lắc không nhúc nhích thế này, đông cứng thế này, nó cứng đơ này, ăn không được cái gì, đóng trong băng cái này, đánh cái canh kinh khủng thật, tay nghề đang khen rồi, kệ chứ ba. Mới sao thế con? Đói à con, không phải đói không? Mười hai rưỡi thì nhanh thế. Cho anh cái ống tiêu, cho anh xin ống tiêu với. Anh quên mất.